đặt tại nơi đâu, dựa tim hãy ở trên đầu nào ta. Suy đi nghĩ lại sâu xa, là tâm tại nào thông qua mắt nhìn. Mắt nhìn nỗi khổ nhân sinh, truyền qua tim khơi gợi tình yêu thương. Mắt tim khi đã soi đường, tâm tại tay thể hiện phương giúp đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, điều đầu tiên đấy là Thiên Phước kính lời tri ân tất cả các huynh đệ. Vì sao? Vì hôm nay là thời điểm rất là nóng hổi trong sự phát triển của dịch viêm phổi Vũ Hán. Thiên Phước gọi là dịch viêm phổi Vũ Hán để đại chúng đỡ nghe cái tên của cái dịch viêm phổi này khó đọc, khó nghe, khó hiểu nha. Trong cái thời gian rất là nóng hổi của dịch viêm phổi mà quý vị vẫn hoan hỷ phát tâm trở về tại đạo tràng chùa Định Quang để cùng với Thiên Phước chúng ta thành kính kỷ niệm Húy Nhật lần thứ 34 ngày Tổ sư Trùng Hưng của chùa Định Quang chúng ta viên tịch. Vâng, thưa đại chúng, ngày hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2020, là chiều ngày 25 tháng Giêng năm Canh Tý. Thưa các bạn, khi nãy các bạn vừa nghe Thiên Phước thưa là chúng ta kỷ niệm Húy Nhật lần thứ 34. Thưa, nếu cách tính như vậy đó thì chúng ta nói theo kiểu bà con miền Bắc là tính từ ngày giỗ đầu. Có nghĩa là ngày cụ viên tịch là 25 tháng Giêng năm 1985. Và năm sau là chúng ta bắt đầu kỷ niệm, và ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm lần thứ 34. Thưa đại chúng, khi nói đến ngày kỷ niệm ngày Tổ sư là ngày mai 26 tháng Giêng, ngày giã từ trần cảnh, thì quý vị có dịp nào cùng với Thiên Phước đi dự lễ dỗ tổ hoặc là cử hành pháp sự cho chư tôn đức tôn sư viên tịch thì chúng ta sẽ có cơ hội nghe được lời kể như sau. Con nhớ năm nào cũng độ này, tôn sư quay gót trở về Tây. Rồi từ đó 3.000 thế giới mờ vang bóng, 8.000 trận lao hóa khói mây. Thưa, lời thi kệ ấy ban đầu là ngụ ý muốn nhắc nhở chúng ta về hình ảnh của Đạt Ma Tổ sư. Theo truyền thuyết rằng Ngài đã quẩy một chiếc dép trở về Ấn Độ. Thưa đó là truyền thuyết, nhưng lời thi kệ mà các bạn vừa nghe là lời của hàng môn hạ, hàng đệ tử xuất gia và tục gia tưởng niệm về hình bóng của một bậc thầy đã giả từ trần cảnh, đã thâu thần viên tịch, đã rời bỏ thế gian đầy bụi bặm, đầy lao sao, đầy bất an này. Cho nên con nhớ hôm nào cũng độ này, tôn sư quẩy dép trở về Tây. Và khi nãy Thiên Phước không gọi là quẩy dép, mà Thiên Phước nói là quay gót, là vì tổ sư của chúng ta Ngài không có quẩy dép như Ngài Đạt Ma Tổ Sư. Rồi từ đó 3.000 thế giới mờ vang bóng, 8 vạn trần lao hóa khỏi mây. Thưa các bạn, chúng ta có phúc duyên còn lưu giữ được hình ảnh của Tổ sư. Còn nếu không thì chúng ta chỉ hướng vào thế giới 3.000 này, đốt nén hương lòng, thành kính tưởng niệm. Chúng ta có hình ảnh của Tổ sư, và hôm nay là ngày lễ Tiên Thường theo văn hóa tri ân và báo ân của dân tộc. Và văn hóa Phật giáo Việt Nam cũng trên tinh thần như vậy, có các nghi thức tưởng niệm ân đức Tổ sư, như là lễ Húy Nhật, rồi có các nghi thỉnh Tổ sư trong các chương trình trai đàn phả độ. Thưa các bạn, ngược dòng thời gian thấm thoát đã trên 34 năm, Tổ sư của chúng ta Ngài có thế danh là Lê Văn Châu. Ngài đạo hiệu Không Hòa, Tự Lệ Hòa. Ngài đã trở về Tây. Và hôm nay trong duyên lành để tưởng niệm ân đức của Ngài thì Thiên Phước mạo muội sẽ trước là nguyện cầu Tam Bảo, nguyện cầu chư vị giác linh Tổ sư, cụ Tổ Khai Sơn Định Quang, cũng là cụ Tổ Khai Sơn chùa Định Thành. Tổ sư mà chúng ta kỷ niệm ngày hôm nay là Tổ sư Trùng Hưng, và sư phụ cố trụ trì là nghiệp sư của Thiên Phước là Trùng Kiến. Tổ sư Trùng Hưng là sơ trụ trì, và sư phụ cố trụ trì là trụ trì đời thứ nhì. Và Thiên Phước thì đang chịu trách nhiệm gánh vác cái việc Phật, cái việc mà tự tu tự độ và trợ duyên cho quý huynh đệ để báo ân đức của Tam Bảo và của các huynh đệ. Và như vậy thì đã trên 34 năm Tổ sư của chúng ta trở về Tây. Ngài Thiên Phước đã thưa với các bạn thế danh là Lê Văn Châu. Ngài sinh năm 1907. Về năm sinh của Ngài thì thưa các bạn, có một chút bất đồng với những điều mà Thiên Phước ghi nhận được, nhưng mà Thiên Phước nhớ là Ngài là tuổi Đinh Mùi. Còn nếu theo giấy tờ là tuổi Giáp Thìn, là năm 1904. Nhưng mà Thiên Phước biết là rõ là Ngài là sinh năm Đinh Mùi. Và thưa các bạn, Ngài có nguyên quán ở Bà Điểm, Hóc Môn, tỉnh Gia Định xưa. Các bạn có biết Bà Điểm không ạ? Không biết Bà Điểm thế có biết Hóc Môn không ạ? Thế thì giỏi lắm rồi. Và thưa đại chúng, ở thời kỳ đầu của thế kỷ 20 thì đất nước chúng ta đang trong những thời kỳ nhiễu nhương nhất. Rồi cũng là trong cái thời kỳ bắt đầu nếm trải những ảnh hưởng của văn hóa phương Tây. Nhưng cụ tổ của chúng ta lúc sinh tiền ở tuổi còn thơ lại là người bẩm thụ được những giá trị tinh hoa của văn hóa truyền thống Việt Nam và bẩm thụ tinh thần giáo lý của Phật Đà. Thiên Phước rất lấy làm tiếc rằng khi Ngài còn hiện tiền thì mình còn ngây ngô quá, không có dành thời gian để tìm hiểu, để lắng nghe hơn nữa những câu chuyện thật về tuổi niên thiếu của Ngài. Nhưng Thiên Phước cũng có may mắn là được gặp một số bậc tiền bối, ví dụ như bà Thường Trụ, bà Tám ở chùa đây. Bà Tám ở chùa đây là sinh năm Quý Mão năm 1903. Thật ra bà cũng biết nhiều câu chuyện liên quan đến hành trạng của cuộc đời của tổ sư chúng ta. Thì nghe bà kể rằng khi tổ sư chúng ta còn trẻ, tuổi thiếu niên, thì cũng đã thoát ly gia đình và tu tập. Chúng ta không rõ là tu tập đạo gì, nhưng lúc bấy giờ Ngài có năng lực, có thần thông. Chuyện này là Thiên Phước nghe, cũng xin trình lại cho đại chúng để biết thôi. Và theo bà Tám kể là lúc đó những phụ nữ mà có những bệnh viêm gì ở đâu trong đó, thì cụ tổ chúng ta phải cái quạt cũng hết. Nhưng bà Tám ở đây kính nể cụ tổ là một người khi còn trẻ đã có một cái công phu tu luyện. Còn pháp môn hay là thầy tổ gì thì không biết, nhưng mà cụ tổ chúng ta khi còn trẻ đã tu luyện ở núi Thị Giải. Ngài là một người có đạo hạnh lúc còn trẻ, có năng lực để lợi ích chúng sinh. Nhưng vì tinh thần của hiếu đạo thì Ngài là con trai duy nhất, cho nên rồi ba mẹ của Ngài một mực yêu cầu Ngài phải về lập gia đình để có người thừa tự hương hỏa cho tổ tiên. Thấm nhuần đạo lý truyền thống hiếu hạnh của dân tộc và tinh thần hiếu hạnh của Phật Đà, lại là một người dấn thân cho tinh thần phụng sự, Ngài không thể không quay về. Ngài quay về rồi cũng có cử hành hôn phối, có cưới vợ. Nhưng theo Thiên Phước dự đoán rằng có lẽ là Ngài giữ mình hay như thế nào, nhưng mà theo Thiên Phước dự đoán có lẽ là Ngài giữ mình trong sạch để tiếp tục đường tu. Cho nên có vợ là có nhưng mà không có con. Và đầu những năm thập kỷ 50, nghĩa là những năm 1950, những năm đầu thập kỷ đó, thì cụ tổ khai sơn chùa Định Thành, Ngài đã về đó. Và năm 1953, Ngài kiến tạo lại Định Thành. Có nghĩa là Ngài đã tu học ở Định Thành trước đó, nhưng mà năm 1953 kiến tạo lại chùa Định Thành. Thì lúc bấy giờ cụ tổ của chúng ta đã kết duyên sư đồ với cụ tổ Định Thành từ dạo ấy. Và Thiên Phước có nói chuyện với người con nuôi của cụ tổ, chị Ngọc. Ngày mai chị ấy và bà con thân quyến của cụ tổ sẽ về đây. Thì chị Ngọc cũng kể rằng khi mà chị Ngọc chào đời là chị chào đời năm 1957, rồi tuổi chập chững thì cụ tổ lại đã đi tu rồi. Nhưng có lẽ là vì để an ủi cũng như để tìm người phụng sự cho phu nhân của Ngài, khi Ngài đi tu, Ngài cũng cảm thấy nhẹ nhàng thì Ngài đã nhận chị Ngọc làm con nuôi. Và Thiên Phước cũng từng nghe chư vị tiền bối khác kể rằng là chị Ngọc ở tuổi thơ 4-5 tuổi, 5-6 tuổi thì mỗi ngày thì là mang cà phê, đó là cái thức uống quen thuộc của cụ khi cụ còn ở tại gia để làm cái kinh tế cho gia đình đó. Thì chị Ngọc chị mang cà phê từ gia đình đến chùa Định Thành để cúng dường cho cụ Tổ. Vậy là những năm đầu của thập kỷ 50, cụ đã là đệ tử xuất gia của cụ Tổ Định Thành. Như vậy các bạn vừa nghe qua đôi nét về hình ảnh của Ngài. Ngài là một người có đạo tâm, là một người đạo hạnh. Đạo tâm là từ nhỏ đã dấn thân, giả từ gia đình, tu học để lợi ích chúng sinh. Nhưng người có đạo tâm như vậy thì luôn lấy chữ hiếu làm đầu. Vì chữ hiếu mà phải quay trở về để vâng lời cha mẹ, để thành lập gia đình, để cho cha mẹ được vui. Rồi một bậc có đạo tâm như cụ lại có đạo hạnh, cho nên khéo giữ mình cho đến khi xuất gia thì vẫn không có mối dây quan nghiệt như cách nói của người xưa, nó là thấy cuộc đời có vui gì mà tranh cạnh, lại thêm mang tình vợ với con, thà sớm khuya vui thú nước non, chiều lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Các bạn thấy đấy, cụ từ nhỏ đã ra núi thì vải để tu, có năng lực, được mọi người mến mộ, nhưng vì chữ hiếu quay về thành lập gia đình, nhưng vẫn giữ đạo tâm, đạo hành với tinh thần thấy cuộc đời có vui gì mà tranh cạnh, để thêm tình vợ với con, thà sớm khuya vui thú nước non, chiều lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, thưa các bạn, thì những năm 50, khi cụ còn là trưởng tử, là đệ tử đầu tiên của cụ Tổ Định Thành, thì những câu chuyện liên quan đến tình thầy trò của hai cụ có nhiều điều rất thú vị. Nhưng ngày hôm nay vì thời gian cũng có hạn, thì thứ nhất là Thiên Phước xin chia sẻ với các vị về một nội dung, đó là một đời đạo hạnh thanh đạm. Và một đời đạo hạnh thanh đạm thì Thiên Phước đã chia sẻ đến nội dung cụ đã xuất gia vào những năm của đầu của thập kỷ thứ 50. Và thưa các bạn, khi cụ Tổ khai sơn chùa Định Thành, là nghiệp sư của cụ Tổ của chúng ta, Ngài đã kiến tạo lại chùa Định Thành thì Ngài lại mở trường hạ. Và thầy thông minh, thầy trí tuệ, trò minh triết, thầy đạo đức, trò trí tuệ. Cụ Tổ khai sơn chùa Định Thành gây dựng đạo nghiệp, rất nỗ lực để tham gia phong trào chấn hưng Phật giáo. Cụ Tổ ở Định Thành từ Hội Phước trở về Sài Gòn. Từ chốn Tổ là nơi có sinh hoạt của lễ nhạc Phật giáo, nhưng tinh thần chấn hưng Phật giáo ở đầu thế kỷ 20, những năm của thập kỷ 50 đó, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo tinh thần cách tân, lại không dùng lễ nghi nhạc lễ, thì cụ Tổ Định Thành cũng xây dựng theo tinh thần mà người xưa quen gọi là tinh thần Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. và của tổ Định Quang khi là trưởng tử của cụ tổ Định Thành, tôn thầy, kính bạn, theo thầy nhưng vẫn có phẩm hạnh riêng của mình. Và điều hay, điều đặc biệt là cụ tổ Định Thành chấp nhận được người học trò đặc biệt của mình. Cụ tổ Định Quang từ thuở mới xuất gia vẫn giữ được hạnh là dùng ngọ và thiền tọa. Từ thập kỷ, những năm 50, những năm đầu của thập kỷ, những năm 50, Ngài cùng sống chung, cùng tu học theo thầy tổ của mình, nhưng vẫn giữ cái phẩm hạnh là dùng ngọ. Và đường lối tu của Ngài lúc đó gọi là thiền tịnh song tu. Thiên Phước có duyên mai thấy được những bức ảnh Ngài trong ban hộ niệm Di Đà vào những năm 50 của thế kỷ thứ 20. Rồi khi chùa Định Thành mở trường hạ, thì trong thời gian mở trường hạ, cụ tổ của chúng ta Ngài lại tinh tấn tu hành, làm mẫu mực trong chốn thiền gia. Cảm được sự tinh tấn tu hành của đệ tử của mình, đến năm 1962, cụ tổ khai sơn chùa Định Thành, Ngài có duyên được ông vợ chồng ông Thầu Hoa Lư, là một người thầu xây dựng thời ấy, đã cúng cái mảnh đất ở nơi đây để xây dựng, để kiến tạo ngôi chùa Định Quang. Đó là đầu năm 1962. Và từ đó thì cụ tổ khai sơn chùa Định Thành cử cụ tổ chúng ta về đây thay Ngài lo việc Phật, lo việc hướng dẫn đồ chúng tu học theo tinh thần chánh pháp. Và từ năm 1962, khi cụ tổ sơ trụ trì chùa Định Quang của chúng ta đó, cụ tổ Trùng Hưng đó, cụ về đây đó, ở bước đầu làm trú trì một ngôi chùa mới lập trong hoàn cảnh đất nước nhiễu nhương. Đặc biệt là qua năm 1963 thì nếu các bạn có theo dõi những sự kiện lịch sử thì biết rằng thời kỳ ấy tinh thần sinh hoạt Phật Pháp rất là khó khăn. Nhưng với đạo tâm, đạo hạnh, với đạo phong đặc biệt của Ngài, với gia trì của Tam Bảo, đạo đức của cụ tổ Định Thành, thì ngôi chùa Định Quang vẫn có những nét riêng. Ví dụ như năm 1963, khi chính phủ của chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm phong tỏa chùa chiền, thì đấy là cái thời kỳ đầu chùa Định Quang đang bắt đầu xây dựng. Thiên Phước được duyên mai là lại gặp những vị đứng đầu trong cái địa phương này ở thời kỳ đó, là ông Tư Điều, rồi sau là ông Sáu Hữu. Ông Sáu Hữu nguyên là trưởng ấp, cái ấp An Hảo. Ở chùa đây ngày xưa thuộc ấp An Hảo. Ông Sáu Hữu nguyên là trưởng ấp, thì ông kể rằng ban ngày thì ông đem lính vây chùa, tối thì vì cảm mến Tam Bảo và cảm mến đức độ của cụ tổ Định Thành, cụ tổ Định Quang, cho nên ông lại vác xe, lúc đó là cái xe Honda 67, ông lại chở một bao gạo vào cúng chùa. Các bạn thấy đạo đức của người xưa rất là đặc biệt. Ban ngày thì cho lính vây chùa, nhưng mà tối thì lại chở gạo đến cúng. Rồi ngày xưa cái thế hệ trước, năm mà Thiên Phước mới về đây thì có tổ chức lễ mừng thọ cho những cái vị cư sĩ Phật tử ở thế hệ đầu đó. Thì trong đó có ông Thiện Chí, rồi ông Chính Tấn pháp danh lệ đạo còn khỏe ở đây. Ông Thiện Chí thì đã qua đời. Thì những cái thế hệ đó ban ngày làm công nhân ở xí nghiệp Cosido, nhà máy giấy cô Judo rồi các cái xí nghiệp khác. Chiều lại về thầy trò ráp nhau xây chùa. Chiều thì lính cũng rút bớt rồi, thì cô Lệ Huệ, ông Thiện Chí, rồi ông Lệ Đạo, những bậc tiền bối thời đó là xây lén mà. Ban ngày thì lính bao vây, nhưng mà tối thì trưởng ấp mang gạo ra rồi lại xây chùa. Và đức độ của cụ tổ thật là đặc biệt, thưa các bạn. Trong thời kỳ đầu đảm nhiệm trách nhiệm chủ trì chùa và khó khăn của hoàn cảnh xã hội, nhưng cụ vẫn là giữ cái lập trường kiểm thúc ba nghiệp, vẫn giữ phong thái của một vị tăng phát túc siêu phương, tâm hành dị tục. Là một vị tăng khi đã bước chân vào cái cảnh giới cao rộng rồi thì lời nói và hành vi khác đời sống của thế thường. Cụ vẫn tiếp tục giữ hạnh tu là thiền tịnh song tu, chỉ độ ngọ. Có khi có dùng một chút buổi sáng ăn ngọ, nói theo cách xưa là ăn ngọ ngủ ngồi. Cụ thường xuyên thiền tọa đến những năm sau năm 75 thì Thiên Phước bắt đầu để ý, thì thấy mỗi ngày cụ thường xuyên ngồi thiền, mà mỗi lần cụ ngồi đó thì trên 2 tiếng đồng hồ. Và thưa các bạn, cụ giữ phẩm hạnh của một vị xuất gia trong thời loạn. Rồi với sự quan tâm của cụ tổ chùa Định Thành, cụ tổ chùa Định Thành cứ thi thoảng thì đi một chiếc xe, mười mấy thầy trò lại về thăm ở đây. Ngày xưa Định Thành, Định Quang, Thái Nguyên, cái ân tình thầy trò, cái đạo nghĩa chư tăng và Phật tử rất là đẹp, rất là dễ thương. Bây giờ thì Thiên Phước cũng thấy mình dở tệ, chưa có tạo dựng được sự kết nối đẹp như người xưa. Và quay lại, thưa các bạn, khi cụ tổ Định Quang ngày về, ngài vâng theo lời dạy của cụ tổ Định Thành, ngài lo lắng việc chùa ở đây. Với đạo hạnh như vậy rồi thời gian cũng trôi qua, chùa cũng được gầy dựng. Và có một nét đặc biệt là ngài nhìn xa trông rộng. Khi ngài mới về chùa, thay vì một vị trụ trì, việc đầu tiên người ta sẽ xây dựng ngôi chùa, nhưng cụ lại cho xây dựng hàng rào. Thì có người bảo rằng thầy làm việc gì lạ vậy, không có xây dựng chùa, không xây dựng chánh điện để người ta lễ Phật, lại xây hàng rào. Cụ bảo thì các ông cứ để đấy mà xem. Và thưa các bạn, nếu chùa Định Quang mà không xây dựng hàng rào những năm đầu khi xây dựng chùa đó, thì bây giờ chắc chúng ta không còn có cơ hội có cái ngôi chính điện này nữa. Vì nhiều người biết rằng sau năm 1975, cái sự kiện mang cái dấu ấn lịch sử đó, thì đất nước của chúng ta quá nhiều biến động. Biến động về tình người, biến động về tâm của con người. Và nếu mà không xây dựng hàng rào thì không biết làm sao nữa, không dám nói. Vâng, thưa các bạn, thì những năm đầu của năm 1970 á, thì sư phụ cố trụ trì chùa Định Quang lại về làm công nhân của nhà máy đường và thân cận học đạo với cụ tổ chùa Định Quang, rồi xuất gia. Và khi Thiên Phước về chùa năm 1974 đến năm 1975, như đã thưa, sự kiện mang dấu ấn lịch sử của đất nước, thì cụ tổ Trùng Hưng sơ trụ trì chùa Định Quang chúng ta tuổi đã 70 rồi. Ngài lại giao chùa cho sư phụ cố trụ trì để ngài rảnh thời gian hơn cho việc thiền tọa kinh hành. Thiên Phước có được may mắn từ năm 1975 đến năm 1985, vừa đi học và vừa về là thị giả cụ tổ. Nói tiếng thị giả là phụ với Ngài chăm sóc cái vườn cây ở Đài Quán Âm. Chứ 10 năm thị giả Ngài thì chỉ có một đôi lần giặt giũ quần áo thôi, là đôi lần Ngài bệnh nặng, chỉ đôi lần thôi, không nhiều. Và có duyên may cho đến bây giờ vẫn giữ được những hình ảnh, những đạo phong và những câu chuyện đầy thi vị, đầy đạo đức của Ngài. Và thưa các bạn, đến xuân năm Ất Sửu năm 1985 thì ngày mùng 2 Tết theo cổ lệ, chư tôn đức tăng ni trong môn phong của chốn tổ Định Thành, ngày mùng 2 Tết là trở về để khánh tế hòa thượng khai sơn chùa Định Thành, là nghiệp sư, là thầy của hòa thượng hiện nay. Hòa thượng hiện nay là thượng lệ Hạ Trang, trưởng môn của chúng ta, mấy năm trước cũng có về để giảng cho đạo tràng chúng ta đó. Thì ngày mùng 2 Tết, cụ tổ Định Quang chúng ta theo lệ thường, sư phụ đưa Ngài về để khánh tế cụ tổ Định Thành vào ngày mùng 2 Tết. Và các bạn biết rằng khi mà cụ tổ Định Quang khoảng 70 thì cụ tổ Định Thành là khoảng 50. Hay nói một cách khác là tuổi của cụ tổ Định Quang là hơn tuổi của cụ tổ Định Thành đến gần 2 con giáp. Vì cụ tổ Định Quang Ngài sinh năm 1907, còn cụ tổ Định Thành là sinh năm 1930. Mặc dầu quyển sách Thầy Tôi do thầy Thiên Phước viết thì để là năm 1929, nhưng mà Thiên Phước biết rất rõ là cụ tổ Định Thành là tuổi Canh Ngọ, phải là năm 1930. Và chiều ngày mùng 2 Tết, khi cụ tổ Định Quang về là trưởng tử của cụ tổ Định Thành cùng với môn hạ khánh tế cụ tổ Định Thành, thì cụ ở dưới đấy cho đến sáng ngày 26 cụ về. Sáng ngày 26 cụ về, Thiên Phước nhớ rất rõ là lúc đó cổng chùa Định Quang ở phía này, có một cổng mà hướng này nè, thì có người cháu xa, người cháu của cụ chở cụ về bằng xích lô máy. Vì lúc bấy giờ cụ có bệnh sử là bệnh tăng huyết áp. Và khi xe xích lô máy vừa đến cổng chùa thì trong lúc ấy Thiên Phước lại dẫn xe đạp ra đi học. Và Thiên Phước ra thị giả cụ về phòng, rồi xá cụ tổ để xin phép đi học. Bữa trưa khi Thiên Phước về thì được biết rằng buổi trưa cụ không có dùng ngọ. Và đến giờ tịnh độ, như vào khoảng giờ này, thì Thiên Phước và sư chú và sư phụ lên tụng kinh. Sư chú thị giả ở bên giường của cụ tổ. Và khi đang tụng kinh thì Thiên Phước nghe tiếng chuông trống bát nhã, bất giác được đắm mình trong tình thương yêu, đạo phong, trí tuệ, lòng từ bi của cụ tổ. Bất giác Thiên Phước khóc hòa. Bây giờ khi nhắc lại mốc thời gian ấy, Thiên Phước cảm thấy trong lòng rất chua xót. Biết rằng hợp là tan, thế sự là vô thường, nhưng mình chua xót ở đây không phải là sự chia ly, mà có lẽ 50% sự chua xót là mình đã lỡ mất cơ hội để học hỏi với một bậc thầy, một bậc tổ sư khả kính. Mình đã vụng dại để không thật sự tôn kính Ngài một cách trọn vẹn nhất, không thật sự hầu hạ Ngài một cách hết mình nhất. Cho nên thưa các bạn, đấy là buổi tối. Giờ tịnh độ là giờ chúng ta tụng kinh tối. Lúc trước sau năm 75 thì sư phụ lại theo cái múi giờ mới lại đổi lại tụng kinh lúc 6 giờ. Thì khoảng chừng 6 giờ rưỡi là khi nãy chúng ta đốt hương kỷ niệm. Và ngày 26 tháng Giêng thì biết rằng cụ tổ đã thâu thần, đã ra đi. Và thưa các bạn, một đời đạo hạnh thanh đạm của cụ, cảm mến bao nhiêu pháp lữ, cảm mến bao nhiêu thế hệ tăng ni và cư sĩ Phật tử. Nhưng Thiên Phước rất tiếc là vì ở tuổi còn thơ, khi Ngài còn hiền tiền, thì Thiên Phước quá vụng dại. Cũng siêng năng việc chùa, nhưng ý thức về sự trân quý những điều hay, điều đẹp bên mình còn kém, cho nên bỏ lỡ nhiều cơ hội để học hỏi. Tuy nhiên, ngày hôm nay, nhân kỷ niệm lần thứ 34 Ngài Tổ sư Viên Tịch, thì Thiên Phước đã kính trình đến đại chúng đôi nét về một đời đạo hạnh thanh đạm của cụ tổ. Và sau đây kính chia sẻ đến đại chúng những câu chuyện mà Thiên Phước gọi là mỗi một câu chuyện là một nhân cách lớn, mỗi một câu chuyện là một sự giáo huấn vĩ đại. Nội dung thứ nhất như đã thưa là lượt kể lại cho đại chúng về năm sinh, đôi nét về cuộc đời của Ngài. Và sau đây xin kính chia sẻ đến đại chúng những câu chuyện, và từ đó chúng ta suy gẫm về đạo hạnh của Ngài. Thưa các bạn, như khi nãy Thiên Phước đã thưa đó, khi cụ tổ đã thấm thía được đạo lý, thấy cuộc đời có vui gì mà tranh cạnh, lại thêm tình vợ vợ với con, thà sớm khuya vui thú nước non, chiều lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hay nói một cách khác, đấy là cụ tổ đã nhận ra được sự thật. Mấy mươi năm ở cuộc đời làm người cư sĩ và khi xuất gia, cụ đã thấy được sự thật là bao phen thương hải tan điền, bấy phen mộng mị, bấy miền lệch sai. Cho nên đầu những năm của thập kỷ 50, cụ làm người xuất gia, tu theo con đường chánh pháp. Và từ đấy, đạo phong, đạo hạnh của Ngài, hành trạng của Ngài tỏa sáng. Thiên Phước cũng may mắn là kết tập được đôi số câu chuyện. Và câu chuyện thứ nhất, thưa các bạn, có chủ đề là con cầu làm Phật. Thưa các bạn, trong lời kệ Pháp Cú thứ 378 thì Đức Thế Tôn có dạy cho thế này: thầy tỳ kheo có thân nhàn tịnh, khẩu nhàn tịnh, ý nhàn tịnh, thầy tỳ kheo tự tại, đã rút ra khỏi thế sự, đáng được gọi là bậc tĩnh tịnh. Chuyên về lời kệ Pháp Cú đó có duyên khác chúng ta sẽ tìm hiểu hơn, nhưng ở đây Thiên Phước vừa kính thưa là Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta về hình bóng của một bậc tỳ kheo, bậc tĩnh tịnh, có thân nhàn tịnh, có ý nhàn tịnh và có khẩu nhàn tịnh, đã rút ra khỏi thế sự. Khi Thiên Phước trình bày với đại chúng những câu chuyện về hành trạng đạo phong của cụ tổ, và Thiên Phước cũng đã giới thiệu rằng câu chuyện đầu tiên đó là con cầu làm Phật. Thiên Phước lại nhắc đến lời dạy trong kệ Pháp Cú thứ 378 của Đức Thế Tôn. Vì sao Thiên Phước nhắc nhở như vậy? Thì xin mời đại chúng nghe câu chuyện. Khi kính chia sẻ đến đại chúng nội dung thứ nhất, một đời đạo hạnh thanh đạm của cụ tổ, Thiên Phước có nói đến việc cụ tổ khai sơn chùa Định Thành, khai sơn chùa Định Quang vào những năm của thập kỷ 50, của thế kỷ 20 đó, thì cụ tổ Định Thành đã mở trường hạ tại chùa Định Thành. Và theo văn hóa truyền thống xưa của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo miền Nam, thì thông thường ngày xưa khi đề cử chư tôn đức tăng có phẩm hạnh, có đạo đức, có kiến thức vào những vị trí quan trọng trong việc truyền pháp, hoằng pháp, mà cách xưa gọi là hòa thượng, là a xà lê, là vân vân đó, thì thông thường lại tổ chức sau cái lễ kết hạ an cư. Hay nói một cách khác, người xưa sau khóa kết hạ an cư 3 tháng đó, thì từ đó các chốn thiền gia mới chọn lọc ra những bậc long tượng để các ngài lại tiếp tục được tôn vinh và được học hỏi để truyền hóa Phật Pháp. Thì sau trường hạ ở chùa Định Thành, Thiên Phước rất tiếc là cũng chưa có cơ duyên để tìm hiểu xem cụ thể là năm nào. Nhưng mà Thiên Phước được biết là có một năm sau khi khóa hạ ở chùa Định Thành kết thúc, thì chư tôn đức hòa thượng, các bậc lãnh đạo tinh thần của trường hạ chuẩn bị kết thúc khóa hạ, thì như truyền thống lại tổ chức tấn phong hòa thượng, rồi tấn phong thượng tọa, tấn phong yết ma giáo thọ cho những bậc có đạo hành, có kiến giải. Và chư tôn đức hòa thượng chứng minh của trường hạ chùa Định Thành, khi chuẩn bị cho nghi thức tấn phong đó, thì các hòa thượng mới gọi cụ tổ của chúng ta lên. Các ngài mới hỏi cụ tổ đi, nói với cụ tổ rằng tôi thấy ông thật sự tu hành tinh tấn, rất mực là xứng đáng. Thế ông muốn chúng tôi là tấn phong cho ông là giáo thọ hay là yết ma hay là hòa thượng? Đấy là cách xưa đó thưa các bạn. Thì cụ tổ chúng ta khẳng khái trả lời là: bạch chư tôn hòa thượng, làm giáo thọ con không làm. Các ngài lại hỏi: thế ông làm yết ma con cũng không nhận. Thế ông làm hòa thượng, bạch các ngài con cũng không, con chỉ cầu làm Phật. Cụ tổ chúng ta khẳng khái trình ý chỉ của mình lên chư tôn đức chứng minh trường hạ một cách rất rõ ràng: con tu hành chỉ cầu làm Phật. Thưa các bạn, sở dĩ ngài có một phong thái như vậy đó là vì, như các bạn vừa nghe qua, một đời đạo hành thanh tịnh, ngài đã nghiêm trì giới luật, ngài trì trai, độ ngọ và luôn luôn giữ tâm. Cho nên trong trường hạ ngài cũng độ ngọ. Và có một câu chuyện thú vị kèm theo câu chuyện con cầu làm Phật, đấy là các bậc tiền bối, những vị mà cùng nhập hạ với cụ tổ kể lại là có một hôm chư Tôn Đức Hòa Thượng Chứng Minh mới trách cụ tổ Định Thành. Ông dạy đệ tử ông lại, vì sao? Vì cụ tổ Định Quang lên công phu đắp y nhưng mà không mặc áo này, thì việc ấy là một việc không có tiền lệ trước đó. Trong truyền thống của Phật giáo phát triển từ Trung Hoa đến Việt Nam, khi đắp pháp y là phải mặc áo tràng, nhưng cụ tổ chúng ta lại có cách suy nghĩ rất đặc biệt, là vì cụ thấy trong truyền thống của Phật giáo xưa và thời kỳ Đức Phật, văn hóa của Ấn Độ thì quấn y như vậy chứ không có mặc áo đại bào, mặc áo tay lớn, tay nhỏ gì bên trong hết. Cho nên cụ đặc biệt, cụ buổi sáng dậy công phu cụ đắp y thôi. Và khi các bậc tôn túc rầy thì cụ bảo là ngày xưa Đức Phật cũng đâu có mặc cái áo đó. Đó là một phong thái rất đặc biệt. Và thưa các bạn, Ngài lại theo hạnh của cụ tổ Định Thành là thọ trì Kinh Pháp Hoa. Trong tủ kinh của chúng ta bây giờ còn không trọn vẹn lắm. Bộ Kinh Pháp Hoa Ngài thọ trì bằng chữ Hán, nhưng mà vì trong cái thời gian Thiên Phước đi nước ngoài, ở nhà thì cái tủ kinh cũng đã bị mối, cho nên ảnh hưởng không còn nguyên vẹn bộ Kinh Pháp Hoa bằng chữ Hán mà cụ tổ chúng ta từng thọ trì. Và thưa các bạn, như vậy Ngài đích thực là một người thoát ly cái thế tình, sống một đời sống an lạc, là người xuất gia không vướng bận, không đắm đuối như tinh thần ở kệ Pháp Cú. Thưa các bạn, như lời của Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Pháp Cú bài kệ thứ 378 là thầy tỳ kheo có thân nhàn tịnh, khẩu nhàn tịnh, ý nhàn tịnh. Thầy tỳ kheo ấy tự tại đã rút ra khỏi thế sự. Khi Ngài xuất gia chỉ một lòng cầu làm Phật, cũng không vướng bận những nét văn hóa cổ truyền, những tổ chức để tùy duyên hóa độ chúng sinh. Khi có đàn giới thì người xưa cử tấn tôn vinh những bậc có đạo hạnh là hòa thượng, là yết ma, là giáo thọ để truyền giới. Và cụ tổ chúng ta thẳng thắn chối từ trước những bậc tôn đức, bởi vì Ngài chuyên tâm thú hướng về sự thành tựu hạnh phúc và an lạc của một vị tỳ kheo. Và thưa các bạn, đấy là câu chuyện mà Thiên Phước lấy tựa đề là con cầu lập Phật. Để từ đó chúng ta có một ý niệm, chúng ta nhìn lại, chúng ta đến với Tam Bảo, đến với giáo lý Phật Đà, đến đạo tràng, chúng ta cầu điều gì? Và thưa các bạn, vào thập niên của năm 60 của thế kỷ 20, năm 1962, khi cụ tổ chúng ta đỡ nhọc cho cụ tổ Định Thành về đây để coi sóc việc xây dựng chùa chiền, độ tăng tiếp đạo đó, thì chúng ta lại có một câu chuyện rất thú vị. Chuyện này do ni sư trú trì chùa Như Lai ở Bà Rịa kể lại, là khi cụ tổ còn hiện tiền, như khi nãy Tiên Phước thưa là khi cụ tổ còn hiện tiền, cụ tổ Định Thành còn hiện tiền, thì đạo tình giữa các huynh đệ tỷ muội, những vị là môn hạ của cụ tổ Định Thành rất là thấm đậm. Cho nên cụ tổ Định Quang, cụ tổ Định Thành, cụ tổ Thái Nguyên, khi mà còn khỏe các ngài cũng đến các đạo tràng thuộc về môn phong, thì trong đó có chùa Như Lai ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Có năm nào Thiên Phước cũng đã đưa đại chúng ra đó rồi. Thì khi cụ tổ Định Quang ra đó, thì ni sư trú trì chùa Như Lai lúc bấy giờ là Thị Giả, hôm qua có về đây để dâng hương cho cụ tổ, thì cũng không nhớ việc xưa, nhưng mà ngồi lại với Thiên Phước một hồi thì mới kể ra câu chuyện. Và câu chuyện đấy là Thiên Phước lấy chủ đề là Phật của ông. Cụ tổ Định Quang trong lúc thăm sư muội của mình là cố ni trưởng Thượng Lệ Hạ Chánh đó, thì lúc nhàn đàm nói chuyện về hành đạo đó, thì Ngài mới kể là có một hôm có một vị thí chủ đến thưa với Ngài là con xin phát tâm cúng dường tượng Phật. Và thưa các bạn, khi một ngôi chùa mới bắt đầu xây dựng thì thông thường như cách của chư tôn Đức Tăng bây giờ, các ngài đi đông đi tây rồi vận động cúng dường tôn tượng Phật. Và các bạn nên biết thập kỷ 60, 70 cho đến 80, việc mà để có được một tôn tượng Phật để tôn trí thờ phụng ở chùa cũng rất khó khăn. Vậy mà có thí chủ đến là xin cúng dường cụ tổ chúng ta, thì cụ tổ chúng ta lại rất là khẳng khái đặc biệt. Cụ bảo là cụ sẽ nhận với điều kiện. Với điều kiện thế nào? Nếu tôi nhận ông cúng tượng thì chí ít mỗi tuần, mỗi nửa tháng ông phải về chùa, ông đốt nhang, ông dâng Phật, ông mang hoa quả đến ông cúng Phật, ông còn bao sái bụi bặm trên tượng Phật, bởi vì đó là tượng của ông, tôi đâu có cần. Chứ ông mang đến chùa, ông giao cho chùa rồi ai sẽ lo? Rồi để nhang tàn khói lạnh thì lại có lỗi. Nếu được vậy thì nhận, không được thì thôi. Và thưa các bạn, chuyện cũng không cho chúng ta biết rằng rốt cuộc thì Ngài có nhận hay không. Và chắc là không có nhận. Thì cụ tổ chúng ta rất mực là nghiêm khắc. Thì việc này thì Thiên Phước xin nói lại có một việc. Ngày hôm qua khi nghe chuyện này thì Thiên Phước nhớ lại cái chuyện của Thiên Phước vừa qua. Khi ngôi nhà lá ở phía đông đường của chúng ta đã mục, và Thiên Phước muốn cất lại thì có vị phát tâm: thưa thầy, thôi bây giờ thầy làm nhà ngói đi chứ làm nhà lá rồi lại thay mãi. Thì vị ấy phát tâm nói như vậy. Thì Thiên Phước thưa là Thiên Phước không muốn làm phiền đại chúng, cho nên khả năng bây giờ là Thiên Phước chỉ làm nhà lá thôi. Thì vị ấy bảo: thưa thầy, thôi để con xin phát tâm con cúng dường cái nhà ngói đó. Thì Thiên Phước nói được, nhưng cũng với điều kiện. Thì hôm qua nghe lại chuyện của cụ tổ thì hóa ra là hình như mình cũng bị ảnh hưởng đấy. Rồi Thiên Phước mới nói với cái vị phát tâm cúng nhà ngói là: với điều kiện ông cúng thì ông biết, Thiên Phước biết, hộ pháp biết, Phật biết, tổ biết, không người thứ hai biết. Nếu được như vậy thì tôi nhận. Còn nếu sau đó mà chuyện ấy lại lộ ra thì tôi sẽ mời đến, tôi trả tiền lại. Và thưa các bạn, khi vị ấy hứa với Thiên Phước là con xin nhận lời hứa đó, thì Thiên Phước kêu vị ấy lên khấn hộ pháp, khấn Phật, khấn tổ để chứng minh rằng là vị ấy phải bảo đảm cái nguyên tắc đó. Và tại sao làm như vậy? Đấy là khéo giữ cái phúc phần cho người cúng dường. Còn cụ tổ của chúng ta cũng vậy. Ngài cũng khéo giữ cái phúc phần cho cái vị ấy. Chứ là người xuất gia phát túc siêu phương tâm hình dị tục, nó thường tụng câu là thập phương thường trụ tam bảo, thì nơi nào không có Phật. Mà cứ phải là dị nể cứ phải muốn vừa lòng cư sĩ Phật tử, rồi nay nhận tượng này, mai nhận tượng kia. Người xuất gia phải lấy cái việc chuyển hóa ba nghiệp làm chánh. Thì cụ tổ chúng ta làm như thế. Và vì thế cho nên Thiên Phước mới lấy chủ đề của câu chuyện đó là Phật của ông. Phật của ông mang về đây rồi thì mỗi tuần, mỗi tháng ông phải về. Ông dâng hương, dâng hoa, ông lễ bái chứ. Cớ gì ông lại mang về đây rồi ông lại giao cho tôi? Là thế nào? Cụ tổ chúng ta có đạo phong rất đặc biệt thế. Và cụ làm như vậy để chi ạ? Để người cúng dường có cơ hội trở về chùa, rồi từ từ có thể mến mộ được đức độ của cụ tổ, ngồi lại để học hỏi tinh thần vô ngã vị tha. Chứ không phải là cụ tổ làm khó. Cũng như việc mà cúng dường nhà ngói hay là những việc sau này thì nhiều vị quở trách Thiên Phước là khó. Ừ thì thôi, bảo bần đạo khó thì bần đạo cứ khó thôi. Nhưng phải hiểu là tất cả tâm hạnh của người xuất gia phải là mục đích hướng thượng, là phải chuyển hóa ba nghiệp của mình, đồng thời trợ duyên cho người cư sĩ Phật tử. Chứ người xuất gia mà cứ chiều lòng, cứ sợ mất lòng người cư sĩ Phật tử thì lỗi lắm, lỗi lắm. Các bạn nên hoan hỷ ghi nhớ cái điều ấy. Và đó là câu chuyện thứ nhì, thưa các bạn. Thì câu chuyện này á, làm Thiên Phước lại nhớ lại hôm trước Thiên Phước chia sẻ với đại chúng lời dạy của Vô Tác Thiền Sư. Trong lời dạy của Ngài có câu là ninh dĩ thật nhi thất, bất ninh dĩ đắc nhi ngụy. Có nghĩa là người xuất gia là một người đã cạo bỏ râu tóc, một đời từ thân các ái, từ bỏ gia đình quyến thuộc, dứt bỏ niềm ái, làm người xuất gia trên cầu Phật đạo dưới kết duyên lành với chúng sinh, thì không có thể có tâm hạnh lấy lòng người cư sĩ Phật tử, mà chỉ chú trọng nói lời thật, cũng không có sợ mất lòng ai, cho dù đó là quan quyền, cho dù đó là chúng sinh nào. Người xuất gia phải tập cái tâm chân thật. Cho nên Ngài Vô Tác Thiền Sư nói là ninh dĩ thật nhi thất, bất ninh dĩ đắc nhi ngụy. Nghĩa là đem cái lời thật, đem ý thật, đem cái tấm chân tình thật để ứng xử với người, cho dù là mất mát. Ví dụ như cụ tổ mà không nói thẳng như vậy, không nói thật như vậy thì cụ sẽ nhận. Như vậy thì người ta sẽ cúng dường và người ta rất vui. Có thể là người ta còn mời gọi người khác đến cúng tượng khác nữa. Nhưng cụ tổ chúng ta không như vậy. Vì bất ninh dĩ đắc nhi ngụy, không thể để được lòng, để được việc, để được của cải, cho dù là cho chùa, mà nói lời luống dối. Không cần thì nói không cần. Đó là đạo phong rất hiếm trong cái thời này. Và thưa các bạn, câu chuyện thứ ba xin dâng cúng dường cho đại chúng. Đấy là câu chuyện đã cúng dường ông, tôi không dám dùng. Câu chuyện này do Hòa Thượng Đương Kim trụ trì chùa Thái Nguyên kể lại. Thưa các bạn, cụ Hòa Thượng Đương Kim trụ trì chùa Thái Nguyên cũng có diễm phúc là khi cụ tổ nguyên trú trì chùa Thái Nguyên còn hiện tiền, là sư đệ của cụ tổ ở đây. Cụ tổ ở đây là đạo hiệu là Lệ Hòa, thì cụ tổ Thái Nguyên là đạo hiệu là Lệ Tâm. Và Thiên Phước cũng có duyên được đảnh lễ cụ tổ chùa Thái Nguyên, vì cụ tổ chùa Thái Nguyên lại cũng lớn tuổi nhưng mà lại ra đi trước cụ tổ Định Quang. cụ tổ Thái Nguyên ra đi khoảng năm 80. Thiên Phước nhớ khi cụ tổ Định Quang còn thì thi thoảng lại qua ở Thái Nguyên vài ngày. Và trong thời gian cụ tổ Định Quang qua ở thăm sư đệ của mình đó, thì ngài Hòa Thượng trú trì chùa Thái Nguyên làm thị giả. Và các bạn biết rằng sau năm 75, ở tình hình đất nước sau cái sự kiện lịch sử ấy thì bế quan tỏa cảng, không có giao thương lớn và không có phát triển nhiều, cho nên lúc bấy giờ đời sống rất là chật vật, vật chất thiếu hụt. Thì thời bấy giờ mà vải vóc để may quần áo cho một vị tu sĩ cũng là hiếm lắm. Đặc biệt là khoảng năm 70 mấy đến 80. Thì một hôm khoảng năm 78, 79 gì đó, thì cụ tổ chúng ta qua thăm sư đệ ở Thái Nguyên. Cụ có phúc là có một số người cháu rất tôn kính cụ, cho nên bằng mọi giá cũng tìm được một ít vải mà cũng gọi là để may áo cúng dường cụ. Nhưng mà trong thời kỳ ấy mà một xấp vải gọi là cũng rất là quý, cho nên khi cụ mặc chiếc áo tràng do những người cháu dân cúng cụ qua thăm sư đệ của mình, thì Hòa Thượng đương kim trụ trì chùa Thái Nguyên thị giả đi qua đi lại mà nhìn thấy chiếc áo của cụ tổ thì xích xoa, lấy tay sờ qua sờ lại. Đấy là lời kể của Hòa Thượng đấy. Vì lúc ấy Hòa Thượng ngài cũng còn khá trẻ. Thì cụ tổ Định Quang ngài rất là sâu lắng, ngài vừa nhìn thấy ngài hiểu, và ngài mới nói với Hòa Thượng đương kim trụ trì chùa Thái Nguyên đó, trông có vẻ ông thích chiếc áo đó lắm phải không? Thì ngài đương kim trụ trì cũng rất là dễ thương, người rất là dễ gần gũi, cũng rất là thẳng thắn. Dạ mô Phật, con thích. Và thế là cụ tổ nói thôi được rồi, tôi sẽ cúng dường cho ông chiếc áo này, nhưng mà tôi chưa đưa cho ông được. Các bạn biết làm sao mà cụ chưa đưa được không? Đó có hai lý do. Đợi sau khi cụ tổ thăm Thái Nguyên xong rồi về Định Quang, thì cụ đích thân cụ đi giặt chiếc áo ấy. Và cụ giặt thì cụ giặt rất kỹ, mà cụ phơi là cụ phơi rất lâu. Còn tại sao cụ phơi lâu để chốc nữa thì Tiêu Phước xin chia sẻ cho đại chúng. Cụ giặt kỹ rồi cụ xếp lại, cụ lấy chiếc gối cụ dằn thẳng thớm. Rồi sau đó thì cụ cử sư phụ mang qua cho ngài đương kim Hòa Thượng trụ trì chùa Thái Nguyên. Và có hai lý do cụ chưa có tặng áo cho sư cháu của mình. Vì sao? Vì cụ bảo là áo cụ đang mặc nó không sạch. Và thứ nhì nữa, nếu mà cụ đã giao chiếc áo ấy rồi thì đường từ chùa Thái Nguyên trở về đây cụ lại mặc áo ngắn thì không phải cái phong cách của một vị tăng. Một vị tăng ra đường là phải mặc áo dài. Các bạn thấy bây giờ thì chúng ta có thể dùng ngôn ngữ là hình như là phải bó tay. Đạo phong của người xưa là thế đấy. Tặng chiếc áo cho sư cháu của mình thôi, mà ngài cẩn trọng, ngài tôn kính, ngài đem áo về giặt giũ sạch sẽ, rồi lại dằn dưới gối cho thẳng thớm như là ủi, rồi mới gửi cúng dường cho cháu, cho sư cháu của mình. Ở đây chúng ta khi nào tặng quà cho con, cho cháu, chúng ta có tác phong nào? Chúng ta có được tác phong như cụ tổ không? Hiếm lắm phải không ạ? Đấy là những điều mà chúng ta phải học. Và vì thế cho nên câu chuyện đó, và cụ tổ là nhắn lại là từ ngày tôi hứa, tôi cúng dường cho ổng rồi đó, và tôi giặt giũ xếp cất chứ không dám mặc lại. Cho nên câu chuyện của chủ đề này thì Thiên Phước gọi là đã cúng dường ông, tôi không dám dùng. Giữ tâm chân thật, nói gì thì làm đấy, rất mực đáng tôn kính. Và từ đó chúng ta học được gì? Chúng ta học được hạnh tôn kính của Ngài. Thiên Phước từng ca cảm với các bạn rằng thêm một phần tôn kính thì bớt một phần tội nghiệp. Sư chú, sư bác chứ. Hồi chiều Hòa Thượng Đương Kim trụ trì chùa Thái Nguyên ra dân hương cúng dường sư bác. Sư bác tặng cho sư cháu một chiếc áo, nhưng phải giặt giũ để thể hiện lòng tôn kính, rồi dằn cho thẳng thớm, mà vẫn bảo đảm được cái phong cách của một vị tăng khi ra được. Và khi đã nói cúng dường rồi thì không màng đến. Cho nên ở đây chúng ta học được hai điều, đấy là cung kính và xả ly. Thưa các bạn, các bạn đã cùng với Thiên Phước có duyên qua chùa Định Hương. Thầy Thượng tọa trú trì chùa Định Hương cũng đã trở về đây chia sẻ Phật Pháp đại chúng rồi. Thì sau đây Thiên Phước xin kính dâng đến đại chúng câu chuyện do Thượng tọa trú trì chùa Định Hương kể lại về đạo phong của cụ tổ. Thưa các bạn, đấy là rửa tay và rửa tâm. Thượng tọa trú trì chùa Định Hương, hôm Thiên Phước về bên ấy lo việc chẩn tế cho chùa, thì nhắc lại đạo phong của người xưa, thì Thượng tọa trú trì kể rằng ngày xưa khi Thượng tọa lúc hầu cụ tổ Định Thành, thì thi thoảng Thiên Phước cũng thị giả cụ tổ Định Quang về để thầy trò tương phùng. Thì lúc bấy giờ Thiên Phước mới có cái ảnh chụp với Thượng tọa trú trì chùa Định Hương, rất là dễ thương, để hôm nào sẽ khoe với các bạn. Thì trong lúc cụ tổ Định Quang chúng ta ở bên sư phụ của mình á, thì Thượng tọa trú trì chùa Định Hương lúc ấy còn trẻ. Thượng tọa trẻ hơn Thiên Phước 3 tuổi. Lúc ấy cũng chừng 10, 11, 12, 13 tuổi. Thượng tọa trú trì cũng rất là ý vị, cũng sâu lắng, để ý phong cách của cụ tổ Định Quang. Và một hôm thấy cụ tổ Định Quang đứng rửa tay, Thượng tọa trú trì chùa Định Hương kể rằng là sư bác rửa tay rất cẩn thận, rửa bên trong, rửa bên ngoài, rồi lại rửa từng ngón, rất là lâu, rất là lâu. Cho nên tôi mới lấy làm lạ, tôi mới nói thưa thầy, thầy rửa tay thì theo con biết là người xuất gia rửa tay thì phải đọc bài kệ chú, mà con thấy thầy rửa tay, con đọc bài kệ chú hết 3 lần rồi mà thầy rửa tay chưa xong. Sao mà thầy phải rửa tay lâu đến thế? Thì cụ tổ Định Quang nói, các ông không biết đấy, tôi trước khi rửa tay là tôi rửa tâm. Với tôi mỗi một việc đều phải là sự kiểm soát, phải cẩn thận tẩy trừ phiền não cấu uế. Và bài kệ rửa tay là dĩ thủy quán trưởng đương nguyện chúc chúng sinh đắc thanh tịnh thủ thọ trì Phật Pháp án chủ ca ra gia tóa ha. Bằng rửa nơi tay cầu cho chúng sinh được tay thanh tịnh đón nhận Phật Pháp, gìn giữ Phật Pháp. Thượng tọa trú trì chùa Định Hương đọc đến 3 lượt bài kệ và chú đó, mà cụ tổ Định Quang rửa tay chưa xong. Cho nên mới thắc mắc, vì còn trẻ mà. Thì cụ tổ Định Quang mới chia sẻ với Thượng tọa trú trì chùa Định Hương rằng người xuất gia không có việc gì mà vội, phải là người có tuệ giác trói sáng trong từng hành vi của mình, Cho nên tôi rửa tay là tôi rửa tâm của tôi. Và đó là câu chuyện do Thượng tọa Trú Trì chùa Định Hương kể lại về đạo phong của cụ tổ của chúng ta. Đích thật là các bạn thấy như tinh thần của Tổ Lâm Tế trước đây Thiên Phước có chia sẻ qua với đại chúng về sự truyền thừa Phật Pháp theo văn hóa của Phật giáo phát triển đó, thì dòng truyền thừa ở chùa chúng ta là từ Định Thành, Định Thành thì từ Hội Phước, Hội Phước lại từ Tổ Đình Giác Lâm, Tổ Đình Giác Lâm lại từ Chống Tổ Kim Cang, Tổ Nguyên Thiều. Có dòng kệ truyền thừa. Và Tổ Nguyên Thiều lại bắt nguồn từ Tổ Lâm Tế. Và Tổ Lâm Tế đã đưa ra tông chỉ của cái tông Lâm Tế. Và tông Lâm Tế thì lại là một trong 5 cái tông phái, một trong 5 tông phái của thiền gia xuất phát từ đất nước Trung Hoa cổ đại. Nghĩa là sau tinh thần Ngài Đạt Mạ Tổ Sư là được cho rằng, được tin rằng là Tổ Sư thiền gia thứ 28 của Ấn Độ, qua Trung Hoa là Sơ Tổ, rồi đến Ngài Lục Tổ là Ngài Huệ Năng á, thì sau Ngài Huệ Năng á, thì thiền phái đã phân ra thành năm dòng. Và 5 dòng đó thì có Vân Môn, Pháp Nhãn, Quy Ngưỡng, Tào Động và Lâm Tế. Thì Lâm Tế là do một vị tổ sư Ngài khai sáng. Và tông chỉ của Ngài là tùy xứ tức chủ lập địa thành Phật. Có nghĩa là đạo phong, đạo hạnh của người tu theo tông chỉ của tổ là tùy xứ tức chủ lập địa thành Phật. Nghĩa là bất cứ nơi nào, nơi đâu, duyên nào, cảnh nào đi, thì người xuất gia, người hành đạo phải là làm chủ ba nghiệp của mình. Giống như cụ tổ Định Quang đứng rửa tay thì là rửa tâm, làm chủ thân nghiệp, làm chủ ý nghiệp. Và nói chuyện ấy với Thượng tọa Trú Trì chùa Định Hương là làm chủ khẩu nghiệp. Lập địa thành Phật là chỗ mà mình đứng, chỗ ấy mình là Phật. Đó là tông chỉ của Tổ Lâm Tế. Thì cụ tổ Định Quang của chúng ta đã làm được khi Ngài còn hiện tiền. Đó là câu chuyện rửa tay và rửa tâm. Xin kính dâng cho đại chúng suy gẫm. Hay nếu nói đến sự tu tập của cụ tổ thì khi nãy Thiên Phước đã thưa đó, cụ tu tập theo lối tu là thiền tịnh song tu. Bình thường thì thấy cụ ngồi đến 2 tiếng đồng hồ. Tướng cụ thì cao mà cụ ngồi thẳng lưng trông uy nghiêm lắm. Thiên Phước có may mắn là cứ ngấp nghé ở cửa rồi để nhìn lén Ngài ngồi thiền. Và sau mỗi buổi tiểu thực buổi sáng hoặc là khoảng 9 giờ những ngày mà Thiên Phước không đi học thì cụ lại cầm cái gậy đi trong đài Quan Âm, cầm cái chiếc kéo tỉa kiển. Rồi lúc mà không cầm kéo thì cụ lại lần chuỗi. Không màng thị phi, không màng thế sự. Đấy, tùy xứ tức chủ lập địa thành Phật, hiện tiền trang nghiêm tịnh độ. Theo tinh thần của Tổ Vĩnh Minh, của Tịnh Độ Tông, thì Tổ Vĩnh Minh, ngày sinh nhật của Ngài, người ta lấy làm Ngài vía Đức A-di-đà. Theo cái đức tin của các vị tu Tịnh Độ Tông, là ngày 17 tháng 11 là ngày sinh nhật của Tổ Vĩnh Minh. Tổ Vĩnh Minh dạy thế nào? Hiện tại là nhân, tịnh độ là quả. Bạn nào phát tâm, tin tưởng, mong cầu tịnh độ gì đó là tâm của các bạn. Thiên Phước không làm bạn. Nhưng tịnh độ chỉ có giá trị khi bạn trong từng phút giây của đời sống trang nghiêm thân tâm. phải kiểm soát được lời nói của mình, kiểm soát hành vi của mình trong lẽ thiện và làm chủ ý nghĩ của mình, đừng đánh mất hiện tại. Và cách tu này đó, nếu nói theo tinh thần nguyên thủy của Phật giáo, gọi là hiện pháp lạc trú. Và vì thế cho nên các bạn cũng không cần phải dấn thân tìm cầu gì cả, chỉ cần nhớ lại ý chỉ của Tổ Lâm Tế, nhớ lại hình bóng của Tổ sư Trùng Hưng, của Tổ Định Quang chúng ta, là phải trang nghiêm tịnh độ hiện tiền, như tinh thần lời sám thảo lư: cõi ta bà có tòa cực lạc, dòng sông mê biển giác chẳng xa, y theo giáo pháp Thích Ca, tự nhiên bản tánh Di Đà phóng quang. Không cần phải lo chuyện Tây phương xa xăm, mà làm sao để thực sự tỉnh giác, thực sự làm chủ lời nói, ý nghĩ và việc làm ở đây và bây giờ. Và Tổ sư chúng ta đã từng có ẩn ý dạy như thế. Và thưa các bạn, còn có một câu chuyện thú vị nữa, đấy là bôi phụ. Các bạn có nghe từ bôi chưa? Bây giờ thì ngôn ngữ ở miền Bắc vào thì người ta gọi là xóa, xóa bảng viết, bôi bảng là lối nói của miền Nam. Thì Hòa Thượng Đương Kim Trụ Trì Chùa Thái Nguyên kể rằng khi cụ Tổ Định Quang thấy cụ Tổ Trụ Trì Chùa Thái Nguyên yếu, thì cụ Tổ Định Quang ghé thăm và dặn rằng: chừng nào thầy các ông mà yếu rồi thì các ông phải báo cho tôi biết, để tôi qua đây, tôi ngồi ở đây, rồi tôi hướng dẫn các ông. Chứ không á, thầy mà ông qua, có nghĩa là cụ Tổ Định Quang nhắc đến cụ Tổ Định Thành, thầy mà ông qua, ông vẽ đó, ông vẽ ra quá rồi tôi bồi phụ cho các ông. Vì sao chứ vậy? Đây là một chuyện rất là thú vị. Cụ Tổ Định Thành đó, cái hạnh nguyện của ngài là ngài xiển dương sự tướng, cho nên ngài mới có cụ Định Thành bây giờ lại làm nghi lễ đạo phong chấn động ba miền và chấn động trên tầm quốc tế, là ngày cúng Chẩn Tế, là cả người Hoa, những người nổi tiếng ở nước ngoài cũng đều quy phục. Đó là nương sự hiển lý, nương tướng hiển tánh. Thì cụ Tổ Định Thành lại chú trọng sự, cho nên là ngài hay hướng dẫn môn đệ của mình là phải làm cái này, làm cái kia, để cho thật trang nghiêm trong bất cứ việc gì. Cho dù là an vị Phật, cho dù là thờ Phật, bất cứ nghi lễ nào, huống chi là chuẩn bị tang lễ cho một vị tôn túc, thì cụ Tổ Định Thành sẽ sắp xếp rất là chu đáo. Nhưng mà cụ Tổ Định Quang á, thì chú trọng về lý, về chuyển tâm đổi tánh và tùy duyên hóa độ. Hai thầy trò bổ sung cho nhau. Thầy thì chú trọng về sự tướng, thì trò là chú trọng chuyển hóa thân tâm, tùy duyên hóa độ. Cho nên cụ Tổ Định Quang không phải là ngược lại với cụ Tổ Định Thành, mà lại khéo làm cho các vị chư tôn đệ tử của cụ Tổ Thái Nguyên là yên ổn và dễ dàng trong việc lo hậu sự cho thầy mình trong cái hoàn cảnh đất nước khó khăn. Cho nên cụ Tổ Định Quang sợ được vẽ ra nhiều, chừng nào thầy ổng qua, ổng vẽ nhiều đó, tôi bôi phụ các ông. Cụ Tổ Định Thành thì đề xướng vấn đề gọi là Phật sự phải trang nghiêm, nghi lễ phải ra nghi lễ. Nhưng cụ Tổ Định Quang thì chú trọng lấy tâm làm đầu. Các ông chỉ cần thành tín, các ông chỉ cần hết lòng với thầy mình, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các ông theo hoàn cảnh mà làm. Cho nên cụ nói rất là gọn là thầy bên đó, ông có qua, ông vẽ bao nhiêu thì tôi bôi phụ các ông. Rất sâu xa. Đó gọi là tùy duyên hóa độ. Và thưa các bạn, chúng ta còn một câu chuyện cũng rất là đặc biệt. Đấy là câu chuyện tôi tu hành không mong cầu gì. Và chuyện ấy là đích thân Thiên Phước thị giả bên Ngài trong 10 năm. Được nghe Ngài tâm sự nhiều lần. Như đã thưa với đại chúng là sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, một biến cố lớn trong lịch sử của đất nước Việt Nam, thì tình hình đất nước lúc bấy giờ rất là khó khăn trong mọi cảnh. Và chính sự khó khăn của hoàn cảnh của vật chất thì làm chói sáng những đạo phong của những vị chân tu như cụ tổ của chúng ta. Thì Phước nhớ rõ trong 10 năm thị giả Ngài, những năm mà Ngài lớn tuổi, đặc biệt năm 1983, khi sư phụ Cố trụ trì về quê lo việc trị bệnh cho một người cháu, mà người cháu ấy bị bà chúa xứ nhập. Và tới ngày rằm thì bà chúa xứ đòi bắt đem đi đó, thì sư phụ không thể về để hướng dẫn chúng sám hối. Và Thiên Phước thì lúc ấy cũng mười mấy tuổi, cũng dẫn lễ được, nhưng mà cụ tổ dấn thân để dạy cho Thiên Phước cái bài học về trách nhiệm. Cụ đã trên 70 rồi, năm 83 là cụ đã 78 rồi, mà cụ vẫn lên dẫn chúng sám hối. Khi mà sư phụ Cố trụ trì không về kịp, rồi trong những phút ông cháu cùng với nhau làm cỏ chăm sóc vườn kiểng, có những buổi chiều sau giờ tiểu thực, Thiên Phước ngồi bên chiếc hồi xưa gọi là con ngựa, cái cây dài ở bên cụ tổ, thì cụ kể cho nghe chuyện thiện hữu ác hữu. Rồi cụ nói với sư phụ Cố trụ trì và sư chú Lệ Minh: tôi đã giao chùa cho các ông, tôi chỉ xin mỗi ngày một bữa, tôi không cần, tôi tu hành không mong cầu gì. Chừng nào tôi đi thì tôi đi, không làm mệt các ông. Các bạn thấy 78 tuổi còn dẫn chúng sám hối, và còn hướng dẫn từng ngày, từng phút, nhắc nhở Thiên Phước trong việc bao sái tam bảo, rồi chăm sóc vườn kiểng. Rồi khi Ngài lớn tuổi rồi thì các bạn biết ngày xưa chùa là dùng nước ở dưới giếng, xách nước dưới giếng lên. Ngày xưa giải tăng phòng đây có cái giếng, thì Ngài không xách được chiếc gào to, mình gọi bây giờ là cái thùng xách nước á, múc nước to đó, thì Ngài mới kêu sư chú mua chiếc thùng cỡ chừng đường kính chừng 2 tấc. Rồi Ngài đích thân mỗi ngày xách nước giặt giũ quần áo. Trên 70 rồi nhưng mà tự săn sóc lấy mình, kiệm hạnh kiệm đức như thế. Và Ngài cứ nói, và Thiên Phước nhớ, tôi tu hành rồi không mong cầu gì, chừng nào tôi đi thì tôi đi, không làm mệt các ông. Ngài kiệm đức, Ngài kiệm phước, Ngài luôn lúc nào cũng thiền tịnh song tu, giữ gìn ba nghiệp. Và chuyện gì đến thì rồi cũng phải đến, có hợp rồi cũng phải tan. Đã vay mượn thân tứ đại của cuộc đời này rồi thì cũng phải trả. Nhưng đích thật là sự có mặt của Ngài là một mẫu mực chói sáng. Thì như đã kể với các bạn khi nãy, ngày mùng 2 Tết, Ngài còn về để khánh tế sư phụ của mình, nhỏ hơn mình gần 2 con giáp, rồi thăm bà con thân nhân. Ngày 26 tháng Giêng Ngài về, buổi trưa không độ ngọ và giờ tịnh độ ra đi. Thì sự ra đi của Ngài, Thiên Phước không có phải giặt một lần giặt quần áo, cũng không có kịp quét căn phòng của Ngài, Vì sáng ngày về thì Thiên Phước đi học, thì chắc là sư chú hay là dọn dẹp. Và chiều ngày ra đi, đúng như tâm nguyện của Ngài. Và theo Thiên Phước đó là sự mầu diệu. Các bạn đừng có mơ tưởng những chuyện mầu diệu người ta diễn tả về Đức Phật A, Đức Phật B, đưa tay đón rước. Mà các bạn phải tìm được cái sự mầu diệu trong sự an lạc, thanh tịnh, như lời dạy của Vĩnh Minh Viên Diên Thọ. Hiện tại là nhân tịnh độ là quả, và cụ tổ chúng ta là bằng chứng cụ thể. Ngài dạy rằng tôi tu hành không mong cầu gì, mỗi ngày tôi chỉ xin một bữa ăn. Ngày tôi ra đi, tôi không làm nhọc các ông, thì đó là một sự thật. Và thưa các bạn, như vậy ta bà một thở ra đi, cân bình nửa gánh tây quy nhẹ nhàng. Ngày rừng thiền vắng bốc hạt vàng, biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba. Thiên Phước không biết rằng có Đức Phật nào đó đón Ngài ở cái cảnh giới nào đó không, nhưng mà Thiên Phước tin tưởng rằng với đạo phong của Ngài, với sự thành tựu tuệ giác của Ngài từ lúc trẻ, với tâm hạnh quên mình, một lòng phụng sự, sống chân thật. Ở buổi đầu khi là người xuất gia bên Thầy, Ngài khẳng khái rằng con tu hành chỉ cầu làm Phật, là vì bước đầu học Phật còn có thấy Phật khác với mình. Cho nên Ngài khẳng khái theo tiền bối tổ đức xưa, tu hành phải lập chí, và là chí nguyện của người xuất gia là làm Phật, không mong danh, không vướng lợi, không vướng bận những nghĩa tình vụn vặt của thế gian này. Ngài làm được như thế. Nhưng sau bao nhiêu năm hầu Thầy, sau bao nhiêu năm tụng trì Kinh Pháp Hoa, sau bao nhiêu năm thiền tịnh song tu, rồi lại lấy giới hộ thể, lấy trì trai làm chuẩn mực, thì với thiền tịnh song tu thì Ngài đã bảo nhậm được sự giác ngộ của mình. Ngài giác ngộ điều gì? Các bạn biết rằng Kinh Pháp Hoa đã giới thiệu cho chúng ta là Phật. Có một tinh thần khác, chư Pháp Sư khác bảo Đức Thế Tôn dạy rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Nhưng tinh thần của Phật giáo phát triển thì đích thật là chúng ta là Phật. Và cụ tổ chúng ta một đời thanh tu đạo hạnh, chân chất thẳng thắn, không vướng danh, không đắm lợi, xem tất cả là huyễn, như tinh thần Đức Thế Tôn dạy rằng nếu các thầy tỳ kheo vị nào nhìn xem thế giới này như mộng huyễn, như bạo ánh, như tia chớp, như thành Càng Thác Bà, thì vị ấy tử thần không thấy mặt. Và Thiên Phước tin rằng cụ tổ của chúng ta tử thần không thấy mặt. Thiên Phước không biết rằng Ngài thành tựu quả vị nào, Ngài thành đạt cái sự tu hành nào, nhưng đích thật là cụ tổ của chúng ta đã là làm tròn cái bổn phận của người xuất gia, như lời dạy của Đức Thế Tôn trong nội dung của Kinh Tứ Thập Nhị Chương như sau: Phật ngôn xuất gia vi sa môn giả. Đức Phật dạy rằng người xuất gia làm sa môn, đoạn dục khử ái, thức tự tâm nguyên, đạt Phật thâm lý. Đức Thế Tôn dạy rằng đã là người xuất gia làm sa môn thì phải dứt dục bỏ ái. Thức tự tâm nguyên có nghĩa là thấy rõ cái nguồn tâm của mình. Đạt Phật thâm lý, thấy rõ nguồn tâm của mình, thấu tột được đạo lý của Phật Đà. Ngộ vô vi pháp, nhận chân ra được pháp vô vi. Nội vô sở đắc, ngoại vô sở cầu. Ở trong thấy, không thấy mình chứng đắc điều gì, và ở ngoài thì không mong cầu điều gì. Tâm bất hệ đạo là tâm không có trói buộc vào đạo. Bất kết nghiệp, việc bất kết nghiệp lại cũng không tạo nghiệp. Vô niệm, vô tác, vô tu, vô chứng. Cảnh giới của vô niệm, vô tác, vô tu, vô chứng thì cũng không phải là cảnh giới mà chúng ta có thể suy lường, cho nên không bàn bạc. Nhưng khi Thiên Phước kính trích dẫn lại lời dạy của Đức Thế Tôn trong bản kinh được gọi là Tứ Thập Nhị Chương, là có 42 chương á, thì Đức Thế Tôn dạy rõ cái phẩm hạnh của người xuất gia. Phẩm hạnh của người xuất gia là một người là đoạn dục khử ái, thì cụ tổ chúng ta làm được. Người xuất gia phát tích túc siêu phương, chỉ lo phụng sự tam bảo và chúng sinh, không có tình riêng. Thì cụ tổ chúng ta đoạn dục khử ái, thức tự tâm nguyên, chân tâm bản tánh vốn thanh tịnh, và đạt Phật thâm lý. Khi cụ tổ của chúng ta đã đạt được giáo lý sâu màu của Phật thì cụ mới tự thở ban đầu thì cụ trả lời với chư Tôn Đức rằng con cầu làm Phật. Nhưng khi cụ đã bảo nhậm được sự giác ngộ của mình theo 5 tháng, cụ lại trải lòng mình thực hành hạnh xả ly, hạnh cung kính như những câu chuyện mà Thiên Phước thưa với các bạn rồi đó. Thì càng ngày cụ càng sống sâu với giáo lý của Phật Đà. Thì với giáo lý của Phật Đà thì tịnh độ hiện tiền. 10 phương chư Phật là tịnh độ, Ta Bà là tịnh độ. Ở đây và bây giờ, nếu không tạo dựng được hạnh phúc an lạc, không tự tại thông dong được, thì đừng nói chuyện ngày mai và nói chuyện về sau, hay nói chuyện nơi khác. Thì cụ tổ chúng ta làm được. Thiên Phước cũng chừng trong 10 năm về sau đó thì chỉ nghe Ngài nói đi nói lại là tôi tu hành không mong cầu gì, chừng nào tôi đi thì đi, không làm nhọc các ông. Và việc ấy đã trở thành sự thật. Và đó là một minh chứng của trong vấn đề là ngộ vô vi pháp, nội vô sở đắc, ngoại vô sở cầu. Hành trạng của cụ tổ Trùng Hưng, chùa Định Quang là sơ trụ trì đời thứ nhất, rồi đến sư phụ cố trụ trì Ngài Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Hữu, Tự Trung Hữu, thì đấy là trụ trì đời thứ hai. Và sư phụ Thượng Giác Hạ Hữu thì chúng ta gọi là tổ Trùng Kiến, là xây dựng lại điện đường Tam Bảo. Còn cụ tổ mà chúng ta kỷ niệm ngày hôm nay là Trùng Hưng Tổ Sư. Và thưa các bạn, xin thành kính đa tạ các bạn hôm nay đã dành thời gian trở về, để rồi Thiên Phước có cơ duyên kính chia sẻ đến đại chúng hành trạng của tổ sư của chúng ta. Một hành trạng mà nếu ngày hôm nay Thiên Phước không có cơ duyên để được chia sẻ, thì những câu chuyện đạo phong đầy ý vị, đầy nhân cách của một vị tu hành giải thoát như vậy sẽ bị lãng quên theo thời gian. Và hy vọng rằng buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ thổi một luồng gió mới vào không gian tu hành của đại chúng, để rồi mỗi người chúng ta sau ngày hôm nay cũng như sau này có duyên nghe lại nội dung của buổi nói chuyện ngày hôm nay thì chúng ta càng tinh tấn hơn. Và tinh tấn không phải để cầu điều gì, mà tinh tấn để chuyển hóa ba nghiệp, chuyển hóa lời nói, ý nghĩ và hành vi của mình, tạo dựng được sự an bình, an lạc cho mình và hạnh phúc cho người kế bên mình, như tinh thần của Tổ Lâm Tế: tùy xứ tức trụ, lập địa thành Phật. Nam mô Định Quang Đường Thượng. Trùng Hưng Tổ Sư nói dòng Lâm Tế đời thứ 41: Thượng không hạ hòa, tự lệ hòa Tổ Sư tác đại chứng minh. Ngưỡng cầu Tam Bảo, ngưỡng cầu Tổ Sư gia hộ cho quý vị một đời sống tu hành thanh đạm như đạo phong của Ngài, luôn luôn có tuệ giác để quý vị có thể tạo dựng hạnh phúc cho mình, tạo dựng hạnh phúc cho gia đình và góp phần an yên cho xã hội. Và đặc biệt trước những thiên tai dịch bệnh như hiện nay, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện Ngài an lành đêm an lành đêm Ngài, tất cả các tội đều an lành. Xin nguyện từ bi thượng gia hộ bốn loài sanh lên đất tình, ba cõi thác quá tổ sen, hằng gia ngã quỷ tam hiền, vạn loại hữu tình lên tập địa. Nam mô Diệu Tập Địa Bồ Tát. Địa Bồ Tát Nam mô Diệu Tập Địa Bồ Tát Ma Ha Tự Quy Y Phật. Đương nguyện chung thế giả đại đạo pháp vô thường. Tự quý Pháp đương nguyện trường sanh tâm. Kinh Tạng Tri Tự quý y tăng đương nguyện trường sanh nhân thế. gặp cùng khổ miệng nói lời sẽ chia.